Tổng thống François Hollande trở về vùng đất căn bản tiên từ Corrèze. Hôm nay, Tổng thống François Hollande đã chính thức viếng thăm vùng đất chính trị căn bản Corrèze ở miền trung nước Pháp trong lúc câu chuyện tình với diễn viên Julie Gayet tiếp tục bị báo chí địa phương và quốc tế khai thác. Đệ nhất phu nhân Valérie Trierweiler vẫn còn nằm bệnh viện từ ngày tờ Closer khai thác chuyện tình của Tổng thống Holland và Gajet trong ngày 10 tháng Giêng. Tổng thống Holland nói rằng ông ta sẽ làm sáng tỏ câu chuyện với phu nhân Valerie trước khi viếng thăm Hoa Kỳ từ ngày 9 tới ngày 11 tháng 2. Tổng thống Holland đã khánh thành một trung tâm dịch vụ khẩn cấp trước khi tới thủ phủ Thule để đọc bài diễn văn về tái cấu trúc chính quyền địa phương. Theo thăm dò của cơ quan BVA, 75% dân chúng Pháp tán đồng việc tổng thống từ chối trả lời những câu hỏi liên quan tới đời tư. Diễn viên Gayet, 41 tuổi, đã đưa ra lời tuyên bố bác bỏ dư luận báo chí cho rằng cô ta đang mang thai và đang đưa tờ Closer ra tòa để bồi thường thiệt hại. Tổng thống Hollande và cựu ký giả Trier Weller của tờ Paris Match chưa từng thành hôn nhưng đã sống với nhau trong một thời gian lâu dài. Diễn viên Gaget là đảng viên đảng xã hội và là người tích cực ủng hộ ông Holland trong thời gian vận động tranh cử. Tổng thống Holland có bốn người con với bà Sigolin Royo là một nhân vật cao cấp của đảng xã hội và là ứng cử viên tổng thống của đảng xã hội năm 2007. Bà Royo đã tuyên bố ly thân ông Holland sau khi bị thất cử.